Xin mến chào cô chú anh chị toàn gần xa trên toàn quốc. Hôm nay đến với bãi kiển của anh Thắng tại đường Cách Mạng 8, có một số phôi ma trang và một số cây giống giao lưu với cô chú anh chị. Rồi chào anh Thắng. Anh Thắng ơi, chào anh. Hôm nay nhờ kênh Lời Tây Cao Bonsai thì mình Thắng có về một số bông trang với hồng và một số cây giống ở vườn mình đang có ha. Thì giao lưu với các cô chú anh chị trên mọi miền đất nước ha. Thì đầu tiên thì đây là cái giống mình, thì để mình giới thiệu sao cho các anh chị ha. Đầu tiên là cái số 1, đây là trang đỏ nha, một cốt. Một cốt này thì mình sẽ đo thông số cho các anh chị coi ha. Rồi thông số. Đây là 13 nè. Đây là cốt là 13, mình đo ngay vị trí này ha. Rồi quanh 13. Tàn tròn nha. Tàn tròn. Tán ngang là 80 nha. Tán ngang 80. Cao là 1m2. Cao 1m2. Rồi quay xuống người cho xem nha. Rồi đổi phôi. Có đặc điểm gì anh Thắng giới thiệu luôn Thắng ơi. Cây số 2 là cây tím sen ha. Cây tím sen, quên nữa. Cây số 1 đó có giá là 700 ngàn nha các cô chú anh chị. Cây số 2 tím sen của một cốt luôn nha anh chị. Cây thần trọng hết. Nha. Bao sống bao chiếc toàn quốc cho các anh chị dễ chơi luôn ha. Thì mình đo thông số nó trước. Cái này quanh 11 nha. Quanh 10 thôi. 10. Nha. 10. Rồi. Tàn tròn. Tán ngang nó là 60. Ngang 60. Cao 1m2 đi. Nó cao hơn 1m2 nha các cô chú anh chị. Cao 1m2. Cây này có giá là 650 ngàn. Rồi cây số 2 650. Rồi tàn từ từ đến quay sàn lại cốt vậy bà con xem. Cây già rất là già ha. Chậm đấy quay. Là anh kêu đổi thôi rồi. Rồi đổi. Đây có nhờ các anh Việt Theo hỗ trợ quay clip tiếp con nha các cô chú anh chị. Rồi. Rồi đây là cây số 3. Cây số 3 tại mình chưa có sữa đới bầu hết trơn ha anh chị. Cây số 3 nha. Hơi nghiêng về mình đo vô chậu cái mình sửa lại ha. Rồi mình đo thông số nữa nè. Rồi thông số anh Thắng ơi. Cây này cũng 10 luôn ha. Cốt hoành 10 nha. Này là tím sen. Này là đế cũ mình chưa có ấy luôn nha cô chú anh chị. Mình anh cô chú anh chị về cái cần làm sửa đế đây ha. Rồi. Cao của em nó là 1m2 luôn ha. Cao 1m2. Tán ngang đó là 55. Ngang 55. Rồi, cây này có giá là 650 ngàn. Mình bao sống bao ship toàn quốc luôn. Cây số 3 650. Rồi. Giao lưu số điện thoại nào anh Thắng ơi? Số điện thoại là 0961 160506 ha. Điện thoại gặp trực tiếp cho mình ha. Rồi số Zalo luôn đúng không? Đúng rồi, cũng là số Zalo của mình luôn. Rồi xuống đây. Cây số 4. Tiếp là cây số 4, trang vàng nha cô chú anh chị. Một cốt. Đây mình đo thông số hoành cho các chị ở đây từ vị trí này ha. 12 nha cô chú anh chị. Hoành 12. Tán ngang. Tán ngang 60 ha. Ngang 60. Cao. Cao là 1m15 nha cô chú anh chị. Cao 1m15. Rồi. Rồi, cái số 4 này có giá là 700k, bao sống bao ship toàn quốc cho anh chị luôn ha. 700k nha. Hoành gấp bự nha cho anh chị, cái này đế mình chưa sửa mà anh chị về cứ sửa ha. Tàn tròn đẹp nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi đổi. Rồi, đây xin ra. Rồi, kế tiếp là cây số 5 cô chú anh chị. Rồi, cái này trang đỏ ha. Trang đỏ tàn tròn. Trang đỏ, thoát phân rất là dài luôn mọi cô chị ơi, thoát phân tới
mình tính vị trí này ha, 22 thốc thân đó. Rồi, thốc thân 22. Cao của em nó là 1m30 nha. Cao 1m30. Ngang 70 ha. Ngang 70. Cho hoành cốt đi. Đo hoành cốt tại vị trí này đi ha các anh chị. Nó còn đây rất là nhiều, mình về sửa đấy ha. 12 nha. Rồi, hoành 12. Rồi, cái này 12. Bao nhiêu anh ơi? Cái này có giá là 700 ngàn luôn nha các cô chú anh chị. Cây số 5 700k. Bao sóng bao tiếp toàn quốc anh chị chơi luôn. Đang tròn, rất là đẹp. Đây là số 6 ha. Cây này mình cũng thoát, thoát ăn hết trơn, rất là im nha cô chú anh chị. Đây là tiếp sen. Giờ anh em mình dễ chơi luôn. Đây số 6 nè. Đó. Vì cốt đó nè. Mình đo vị trí này đi. Cốt 10 nha. Hoành 10 nha. Rồi. Cao. Cao 1m2 luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao 1m2. Tán ngang. Tán ngang 55 ha. Tán ngang 55. Tròn. Rồi có giá là 650k. Bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. Cây số 6 650. Để quay vòng cái nha. Cây bông đổi rất đẹp. Rồi đổi. Cây này thì rất già cây luôn nha cô chú anh chị. Đây nhà có anh Viettel này hỗ trợ tiếp mình, mình sử dụng bên dịch vụ Viettel ha. Cái này trang vàng ha. Đúng rồi. Trang vàng. Cây số mấy đây? Đi xuống số cây này cây số 7. Số 7 nha cô chú anh chị. Số 7 rồi. Trang vàng. Trang vàng này mấy anh chị về sửa lại ha, tại bầu mà mình bướng là nó không có đẹp có đích nên nó nghiêng ha. 1m2 nha anh chị. Cao 1m2. Tán ngang là 60. Ngang 60. Mình cốt cốt là mình chưa sửa, là bạn bư ra là bạn về bạn chơi mua phe co cũ ha. Hoành nó 11 ha. Hoành 11. Đó. Cây này có giá là 700k anh chị. Rồi, rất là già cây luôn. 700. Rồi, xuống cây. Đọc lại số điện thoại giao lưu luôn thắng này. À, số điện thoại của mình là 0961 160506. Liên hệ với mình ha, cũng là số Zalo và Facebook mình luôn ha các bạn. Rồi, cảm ơn thắng. Tên thôi. Rồi, cây đúng rồi đó. Rồi. Tiếp cây số 8 nha cô chú anh chị, là hồng phấn ha, lột là tím sen ha. Rồi, cây cũng một cốt luôn, tốt thân rất là cao nè. Tốt thân anh chị về đây là dễ chơi luôn. Tốt thân khoảng tốt thân là tới 19 đó. Tốt thân 19 ha. Rồi mình đo hoành luôn đi ha. Rồi. Hoành 20. Hoành 10 ha. Cái này rất già nha. Rồi, già cây rồi. Tán ngang nó là 50. Tán ngang 50. Cao mình đo từ vị trí này ha các bạn. Là 1m3. Cao 1m3. Đó. Có giá cây này là 650k nha cô chú anh chị. Cây số 8 650k. Rồi, bao sóng bao tiếp toàn quốc luôn anh chị ơi. Có đẹp, cây đang ra nụ ra bông là thiên nha anh chị. Ngày mình về mình trồng tháng sau là có bông chơi ha. Rồi xuống cây. Rồi đổi. Rồi. Cũng là tím xe luôn ha cô chú anh chị. Rồi, một tím xe luôn. Rồi, đây mình đo thông số, cây toàn tròn hết anh chị dễ chơi. Đó. Đây mình đo chiều cao trước đi. Chiều cao nó cũng 1m2 luôn nha anh chú anh chị. Rồi, cao 1m2. Rồi, mình đo cốt nó là tốt thân ra lên cao nha. Cũng là 10 nha anh chị. Hoành 10. Rồi. Tán ngang nó là 55. Ngang 55. Rồi, cây này có giá là 650k luôn nha cô chú anh chị. Số 9 650k. Bao sóng bao ship toàn quốc cho anh chị chơi luôn. Rồi, xuống cây. Cho xem cái nè. Rồi, đổi. Cây cái bầu này mình là nó thường chậu sẵn rồi mình bỏ bầu bự cho anh cô chú anh chị về này, gần bỏ vô chơi thôi. Nói chung là rất là đẹp. Thường chậu ha. Đúng rồi, cây thường chậu hết. Cây rất là già cây. Đây. Rồi, cây này cây số 10 ha. Rồi,
mình sẽ đo mình cốt chứ. Cái này là chậm, chậm, chậm. Vậy, bước chậm. Ha. 10 luôn nghe cô chú anh chị. 10. Rồi, cốt 10. Ừ, thoát thân lên. 18. Thoát thân 18. Rồi. Tán ngang của em nó là 63. Ngang 63. Rồi, cao. 1m25. Cao 1m25. Rồi, cây này có giá là 650k luôn nghe cô chú anh chị. Rồi, cây số 10 650k. Bảo thống bao ship toàn quốc luôn. Anh chị liên hệ số điện thoại của em là 0961160506 ha. Gặp em. Rồi, đói. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp cây 11 nghe cô chú anh chị. Rồi, cây 11. Em bó cái bầu này là bầu là bao sống bao ship toàn quốc luôn, nó sống luôn. Bầu bự cho anh chị, khỏi lo đi xa gần gì hết. Rồi, cho thông số vành đấy anh. Rồi. Vành của em này là 9 ha. Rồi chính xác. Vành của em này là kiến nha. Rồi để em đo cho xác được. 9 nha. Rồi, vành này 9. Rồi. Tán ngang là 55. Tán ngang 55. Cao 1m15 nha. Cao 1m15. Rồi, cây này có giá em là 600k. Rồi, cây số 11 600k. Rồi, xuống cây. À, được rồi, nó quay vòng vòng vậy. Tốt tăng hết nè cô chú anh chị. Cái này mình bư đế ra là rất ok. Rồi, đợi. Thắng đo được cũng xịt bền nên quay cái cây cho cô chú anh chị xem. Đây anh chị giờ mà thoát thằng quá ok luôn anh chị ơi. Cái này thoát thằng rồi. Cây 20 số, luôn đó. Cây số mấy đây? Cây này là cây số 12. Số 12 đó. 12 ha. Rồi. Nó cao. Đứng cầm bên đây đo. Rồi ok anh. Chưa có nón lá không có thấy được. Rồi, rồi quanh 13. Rồi. Mình 12 thôi. 12 nhá. 12 tại mình đo nó đây xuống đây nó khoảng 12. Tán ngang. Tán ngang là 75. Ngang 75. Cao 1m30. Cao 1m3. Rồi, cây này mình có giá là 700k luôn ha cô chú anh chị. Rồi, cây số 12 700k. Cây thoát thân rất là đẹp. Rồi, xuống cây đi. Rồi, đói. Tiếp cũng là trang đỏ nha cô chú anh chị. Trang đỏ ha. Cây này cây số 13. Rồi số 13 trang đỏ nha. 13. Rồi mình đo thông số hoành cho cô chú anh chị ha. Rồi ha. Rồi đo thông số nên nó thấy... 13 đi, 14 mình lấy 13 thôi. Rồi 13. Thoát thân nha, thoát thân cao, trang đỏ thoát thân cao nha. Trang đỏ. Thoát thân nè. 13. Thoát thân 15 đi. Thoát thân 15. Đúng rồi. Tán ngang đó 75. Tán ngang 75. Cao 1m35. Cao 1m35. Rồi, cây này có giá là 700k. Bao ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị. Rồi, 700k nha. Trang đỏ nha. 13, đỏ là nhỏ. Rồi, xuống cây. Rồi, đổi. Số 14 luôn. Rồi, trang này trang tím sen nha cô chú anh chị. Thoát thân cũng cao ha, già cây rồi. Già me sen nha. Rồi, hoành của em nó là 10. Tính khoảng cách này đây. 10 ha, hoành 10. Rồi. Cây tán tròn hết. Tán ngang 50, ngang 50. Cao 1m2, cao 1m2. Rồi. Cây này có giá là 650k luôn nha cô chú anh chị. Rồi, 650k cây số 14. Dạ. Yeah. Rồi xuống cây. Rồi đổi thôi. Rồi
Rồi, cây này cây số 15. Cây gì anh ơi? Chắc là chanh vàng ha. Chanh vàng 15. Cây rất là già cây. Già me luôn ha. Rồi, để quay vòng nha. Rồi, coi cái tay. Rồi, đầu không số luôn. Vàng tròn đẹp ha. Rồi, giá thông. Hoành là 13. Hoành là 13 ha. 13. Rồi. Sót thang cao nha cô chú anh chị. Sót thang 16 luôn nè. Sót thang 16 ha. Ờ, các chú cô chú anh chị về cái sửa đế rồi ha. Cao 1m38. Cao 1m38. Giá ngang của em nó là 60. Ngang 60. Rồi, cái này cái giá là 700k. Rồi, cái 15 700k. Mở sóng bao ship luôn nha cô chú anh chị. Bao toàn quốc không anh ơi? Bao sóng bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Rồi. Đúng rồi. Cây trong chậu này 16 nha cô chú anh chị. Như anh chị nói là cái chậu trong chậu sành chậu xi măng là được rồi. Cái này có gửi chậu không? Không không, cái này mình không gửi chậu, mình bỏ bầu nha. Rồi. Rồi, cây này là trang tím sen nha cô chú anh chị. Anh đo hoành đi ha. Hoành 10 nha cô chú anh chị. Rồi, hoành 10. Rồi, tốc thân cao ha. Cao là 1m30. Cao 1m30. Tán ngang của em nó là 55. Ngang 55. Rồi giá của em này là 650k luôn ha. Rồi cây chậu 650k. Rồi, cái này không xếp chậu nha, không xếp chậu nha. Cây này mình chỉ ấy thôi. 650k cho anh chị về chơi. Đi dọn qua. Dạ. Cái này rồi. Không có cái bàn xây. Rồi, mình cũng muốn đi anh. Đó, rồi. Bao thiết tàu quất cho anh em luôn, tím trang. Rồi, giới thiệu. Rồi, bây giờ thì mình có một số hồng ha. Đây là hồng Residen. Cây một cốt cao. Giới thiệu đầy đủ hồng gì đây. Cây là hồng Residen ha, bông rất là đẹp. Này cô chú anh chị, bông rất là đẹp, xăm xê luôn, bông rất là đẹp, chỗ rất là to. Ha. Giống này giống nhập hay giống gì? Giống này giống nhập, giống hồng ngoại ha. Đó, hồng thân gỗ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây cái giá này, cái giá cho cô chú anh chị là 850k. Đó, thân luôn cái số thân ha. Em giờ em đo tán ngang đi. Ngang em đo sơ hảo cho anh chị dễ coi ha. Là 1m đó. Đo gì đây cho 1m đó. Rồi. Cao lên thì nó hết dây rồi, 1,5m luôn. 1,5m. Tốc thân nó khúc này đi. Là 1m60. Ơ lộn bọn rồi, xin lỗi nha. À, tốc thân như này là nó 90 nè. 90. 90 đó. Này xếp chậu đi theo không? Cho chậu luôn nha. Này xếp chậu luôn nha con chú anh chị. Rồi. Hoành nó là 6. Hoành 6. Rồi, cái này giá sao anh ơi? Đó là 850k. Bao ship toàn quốc cho anh chị chơi luôn. 850k hồng nhập nha, thân gỗ nha. Là hai cái này ngang nhau ha. Rồi. Là có hồng Residen. Có hai cây. Đúng rồi. Giá. Đồng giá. Residen. Hai cây một cặp cũng giống nhau luôn. Đúng rồi. Hồng nhập nha con chú anh chị. Residen. Rồi tiếp mà anh qua đây luôn ha. Em có rồi hồng nhung. Đây, đây là hồng nhung. Rồi quay đại diện bông hay là quay hết bông sao bông anh ơi? Quay đại diện hay sao? Giao lưu qua số điện thoại. Thì mình sẽ quay một số cây tại nó nhiều loại hồng lắm, không phải là một loại. Thì đây, bông hồng nhung rất là bông rất là đẹp này. Đó, nhiều giống. Đúng rồi, nhiều giống này. Này là hồng nhung nha cô chú anh chị. Giao lưu thì gọi qua số điện thoại để tư vấn thêm nha. Đúng rồi, là 0961 160506. Cây này thì mình để cho cô chú anh chị giá ship toàn quốc luôn nha. Là 500k thôi. Hồng nhung. Giống sao anh ơi? Hả? Cây này là hồng nhung. Rồi, hồng nhung. Cao thì mình đo cao cho. Bông chỗ rất là đẹp luôn ha. Cao của nó 1m2 đi. Mình đo không tới nhưng mà nó hơn á. Rồi cao 1m2. Đúng rồi. Đại diện ha. Đúng rồi. Thân đó nè. Thân đó là 9 đó. Thân dưới là 9. Rồi, thân 9. Rồi. Rồi cái cây này cái giá là 500k. Mời anh qua đây. Mình có nữ hoàng. Đây hồng nữ hoàng, cái này hồng ngoại hết luôn á, hồng một gốc hay ta gọi là hồng chi đó. Cái này thì là hồng nữ hoàng nha cô chú anh chị. Có giá là em để giá anh chị là cây này dễ chơi luôn. Cây này là 450k. Rồi 450k nha. Dạ. Cao nữa hơn, nó cao trên 1m2 đó. Bán này ship cho anh chị chậu luôn nha.
cao hơn 1m2. Tại mình nói vậy thôi. Bông rất là đẹp luôn. Đây đây ấy, bông hồng chỗ ra rất đẹp. Ha. À, đây có nhiều bông. Rồi đây anh cứ quay đi rồi cô chú anh chị cứ chọn cây nào cứ lấy ha. Giá mình đã phải chăng đồng bao ship toàn quốc cho anh chị dễ chơi. Đây thì có hồng, đây là hồng cổ Hải Phòng. Bông rất là đẹp mà thơm. Rồi để quay hình đại diện đây anh ơi. Dạ. Số điện thoại giao lưu thì gọi cái này quay không chi tiết được. Dạ, cái này hồng này thì em lấy giá anh chị 800k thôi, hồng Hải Phòng, hồng cổ ha. Rất là cao. Rồi anh Thắng còn giới thiệu thêm cái gì nữa. Với một cây tường vi. Tường vi này em cũng lấy giá anh chị là 600k thôi. Tường vi phía trong, anh bước vô đây anh coi anh quay nè. Tường vi bông rất là đẹp, quay bông cho cô chú anh chị tham gia tham khảo. Gai đúng rồi, hồng gỗ mà. Hồng mới có gai mới đẹp. Đó. Cây gai rất đẹp nha cô chú anh chị. Cây là tán này như gì không nè. Dễ quay dễ chơi. Đó. À. Rất là đẹp. Thôi giờ đây mình có nhờ kênh giới thiệu một số mình vừa mình thì có cây giống luôn ha. Đó là bưởi da xanh. Đây là bưởi da xanh. Nghe cô chú anh chị. Còn đây là nho thân gỗ của mình. Nho thân gỗ này á các cô chú anh chị đã biết rồi đó. Nó rất là giá trị. Thì cây giống này của mình á mình chỉ để là 250k thôi. Giao ship toàn quốc cho các anh chị dễ chơi luôn. Rồi, đó nha gỗ. Nho xanh của giá cho nho xanh mình ship toàn quốc. Rồi cũng xong clip rồi. Có giá là 50k ha. Mình vừa mình nhiều hết cô chú anh chị. Bưởi da xanh 50k một cây ha. Giống bưởi da xanh chất bao chất lượng nha. Còn nho thân gỗ này thì là nho tứ quý nha. Tứ quý thì nó 2 năm rưỡi có trái à. Nho thường nó tới 7 5 năm nữa. Mà cây rất là giá trị. Rồi. Rồi cuối clip thì cũng có mấy lời nói chị chào cô chú ủng hộ. Dạ. Thì nhờ cô chú ủng hộ liên hệ số điện thoại của em ha. Để em là lấy nhiều cây về để giao lưu cô chú anh chị để về chơi ha. Thì mình đây có nhiều đó cuối clip thì mình xin cảm ơn cô chú anh chị à. Rồi chào bà con. Chào bà con. Rồi. Rồi xin kính chào ủng hộ anh Thắng để có những clip sau với những cây đẹp đó bà con.